quê hương là chung khế ngọt cho con. Quá hay quý vị nhé. Bàn giao giàn Light Array cho công ty trách nhiệm hữu hạn thiết bị sự kiện Hợp Nhất tại Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh với nhu cầu mở rộng quy mô kinh doanh cũng như sắm sửa thiết bị mới phục vụ nhu cầu sự kiện cuối năm thì công ty đã quyết định tìm một đơn vị uy tín để bổ sung và nâng cấp cho dàn thiết bị của mình. Sau rất nhiều đắn đo và cân nhắc cũng như tham khảo từ nhiều anh em trong ngành thì bên công ty Hợp Nhất cũng đã quyết định chọn Bò Chợ Elec là đơn vị đồng hành. Quả thực anh em bên công ty thiết bị sự kiện đã quá quen với các thiết bị như loa, đẩy, vang, cốt số rồi. Nên về việc tư vấn, lựa chọn cấu hình thì anh em bán hàng cũng không cần phải tư vấn quá nhiều. Chỉ đưa ra chỉ định ghép combo sao cho hợp lý thôi. Còn lại anh em bên công ty sự kiện đã nghiên cứu khá kỹ hết rồi. Quả thực theo em nghĩ với quy mô và sự hiểu biết của một công ty lớn về mảng sự kiện như vậy mà lựa chọn Bò Chợ Elec thì chắc chắn là thiết bị của bên Bò Chợ Elec phải như nào thì mới được lựa chọn phải không ạ? Bộ thiết bị ấy sẽ bao gồm 8 loa full bát đôi 25 HQL210 từ Neo, công suất 700W, mắc 2.800W mỗi chiếc. 2 súp kép 50 HQL218 từ Neo, công suất 1.600W, mắc 6.400W mỗi chiếc. Cùng một cục đẩy 4 kênh ACT Pro FP10000Q, mỗi kênh 1.500W đánh 8 loa full. Một cục đẩy 2 kênh ACT Pro FP14000, mỗi kênh 2.200W đánh 2 súp. Cốt số DSP48, 4 in 8 out để chia wave. Micro BCE VIP 3000 chuyên sự kiện. Tâm điểm là có thêm bàn mixer Midas M32R khủng chuyên sự kiện chuyên nghiệp và hai monitor Anto TS412 Bass 30 để kiểm âm cho sân khấu. Combo trên có thể phục vụ thoải mái cho những sự kiện 1000 khách với sân khấu biểu diễn chuyên nghiệp. Các bác có nhu cầu muốn sở hữu hoặc test combo Light Array ACT Pro, vui lòng liên hệ em Duy 0866693631 để được tư vấn. Còn giờ chúng ta sẽ cùng nhau test thử chất âm của combo Light Array ACT Pro này nhé. Preparing and initiating base test. Quá hay quý vị nhé.